Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 10 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cách phân tích một vector theo hai cái vector không cùng phương. Được chưa? Không cùng phương. Thì vậy mình sẽ lấy cái vector x nha, vector a nha và vector b, thấy chưa? Đứng vector x theo vector a và vector b thì bước đầu tiên mình sẽ vẽ hai cái vector từ dưới đi, vector a kìa, rồi vector b kìa, vector b kìa, thấy chưa? Và vector x đây, thấy chưa? X đây. Rồi thì để giải quyết được cái bài này, bước đầu tiên thì các bạn phải xác định dùng, thứ nhất mình sẽ dùng những cái kiến thức gì. Thứ nhất là dùng kiến thức cùng phương, thứ hai là dùng kiến thức hình bình hằng, quy tắc hình bình hằng nha các bạn. Dùng hai kiến thức này, để có hai kiến thức này các bạn có thể vào một miêu tả để xem những cái đoạn clip trước của mình nha. Rồi bước đầu tiên mình sẽ gọi cái vector a sẽ bằng là vector oa, được chưa? Gọi vector b bằng vector ob. Vậy là bước đầu tiên mình sẽ xác định được vector A và vector B sẽ có cùng cái điểm điểm gốc nha các bạn, hay còn gọi là cùng điểm đầu nha. Rồi mình sẽ ghê và đo độ dài 1,5 2 nha, đo kéo đây 2, thấy chưa? Đây đo kìa, vector A kìa, chữ A kìa. Tiếp tục vector B cũng vậy, đo và rê song song, thấy chưa? Đó, rê 3, được chưa? Vector B, vector B là B phải, được chưa? Thì vector x mình cũng gọi vector x sẽ bằng vector OC, được chưa? OC, vậy mình kẻ luôn, được chưa? 4,5 cũng cùng điểm gốc, 4,5, được chưa? 4,5. Vậy từ đây để mình đã gọi rồi, vậy từ đây thì mình để mà xác định cái vector x theo cái vector a và vector b thì các bạn phải dùng tiếp cái quy tắc hình bình hằng, được chưa? Để tính được vector x thì mình vẽ cái hình bình hằng được tạo bởi vector a và vector b nha các bạn. Rồi kẻ được chưa? Hình bình hằng a phẩy để mình vẽ lại cho các bạn thấy nha. Đây vector a đây, để mình vẽ đây x kìa, vector a kìa, vector b kìa, thấy chưa? O kìa, a kìa, b kìa, a phẩy nha, c và b phẩy nha. Rồi thì các bạn nhìn qua đây, vậy vector x sẽ có phải bằng là vector oa phẩy cộng vector ob phẩy không ạ? Đúng rồi, quy tắc hình hằng mà vector oa với vector oa phẩy là hai vector cùng phương thì chắc chắn hằng này nó sẽ bằng k lần hằng này, được chưa? Vậy vector x sẽ bằng là k lần vector oa phẩy, và tiếp tục vector ob phẩy thì cũng bằng k h vector ob phẩy, được chưa? Ob chứ, được chưa? Mà mình đã gặp gì là vector oa là a, vậy mình thế vô k lần vector a cộng h lần vector b. Vậy vector x được viết dưới dạng là k lần vector a cộng h lần vector b. Đây là một cái cách viết duy nhất nha các bạn, một cách viết duy nhất. Vậy nói nôm na là gì? Một vector mà muốn phân tích được hai vector thì các bạn phải dùng kiến thức đó là cùng phương nè,
viết tắt hình bình hành nè, được chưa? Cùng phương và viết tắt hình bình hành nha các bạn, cùng phương và viết tắt hình bình hành đó. Đó là cái gọi là phân tích một vector theo hai vector cùng phương nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp lớp 10 nha. Các bạn có vướng mắc gì các bạn hãy comment nha, mình sẽ trả lời lại sau. Bye bye.